Ngành đường sắt đang tự thay da đổi thịt, tập trung tái cơ cấu, sắp xếp lại hầu như toàn bộ sản xuất kinh doanh. Dù đã phần nào cải thiện được hình ảnh, thế nhưng việc thu hút khách đi tàu vẫn là bài toán khó khăn. Khó khăn trong nội bộ ngành đã lớn, cạnh tranh trong lĩnh vực vận tải hành khách càng lớn hơn khi mà ngành hàng không thì ngày càng giá rẻ, đường bộ thì thuận tiện nhiều hơn. Vậy đâu là nguyên nhân giá vé tàu vẫn còn cao? Và những đối tượng nào là hành khách của tàu hỏa khi mà nhiều hạng vé cao hơn giá vé máy bay? Đây là bảng giá vé tàu thống nhất dịp Tết Nguyên đán, mức giá trung bình là hơn 1 triệu đồng một lượt. Vé tàu cao nhất đi từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn là 1.422.000, còn cao hơn mức giá của các hãng hàng không giá rẻ chạy cùng thời điểm. Nếu như năm trước, vé tàu Tết cả hai chiều hầu như đã hết, thế nhưng năm nay, vé tàu vào Nam sau Tết vẫn còn nhiều. Cái vé đắt, coi mức độ gấp đôi thời xưa rồi. Chất lượng thì coi cũng vậy, chẳng có chưa thấy gì. Còn trước kia thì đi lại còn có nước, có cơm nữa. Thế bây giờ cắt hết cả. Nên nó là hạn chế đủ kiểu. Nó có khá hơn trước nhưng mà giá vé vẫn đắt. Dịch vụ bây giờ có khá hơn, nhân viên nềm nở hơn. Nhưng mà so tương xứng với đồng tiền thì hơi thấp. Tàu là chất lượng cao, giường nằm, điều hòa. Máy bay là máy bay giá rẻ chạy đêm. Sự so sánh này có vẻ khập khiễng. Tuy nhiên, có một thực tế mà ai cũng có thể nhìn thấy, đó là đi tàu mất hơn 20 tiếng, đi máy bay chỉ mất hơn 2 tiếng. Tất yếu, mọi người sẽ quay lưng lại với đường sắt. Họ chỉ tìm đến đường sắt khi hàng không hết vé hoặc không còn sự lựa chọn nào khác. Thực ra là cái việc giảm giá thì cũng là mục tiêu của chúng tôi. Nhưng tuy nhiên là chúng tôi cũng phải tính toán. Thực chất ý, là kinh doanh trong dịp Tết là chúng tôi cũng chỉ cố gắng là cân bằng thu chi. Bởi vì là như chị biết là hành khách trong Tết lúc nào cũng là hành khách là bất bình hành, lệch chiều. Cứ có một chiều thì đông khách, một chiều vắng khách. Thế cho nên là có những cái đoàn tàu mà chúng tôi chạy gần như là không có khách. Theo cơ cấu tính giá mà ngành đường sắt đưa ra, giá vé tàu được cấu thành từ rất nhiều yếu tố như tiền lương chi trả cho đội ngũ nhân viên cồng kềnh, tiền nguyên vật liệu, tiền bảo hiểm, tiền khấu hao, tiền phí cơ sở hạ tầng nộp ngân sách, v.v. Do đó, họ có muốn cũng rất khó để giảm giá vé.